Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như từ mẫu, trong suốt 26 năm làm nghề, bác sĩ Tạ Thị Thu Huyền, trưởng phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, luôn nỗ lực hết lòng hết sức vì bệnh nhân, vì nhân dân. Đặc biệt trong điều kiện hiện tại, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị càng thể hiện được trách nhiệm của một lương y khi làm việc trong khu cách ly và chữa khỏi bệnh cho rất nhiều bệnh nhân. Cuối tháng 3 năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt 1 và diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh nhập cảnh về nước. Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên với địa thế rộng, cách xa khu dân cư trở thành một trong những khu điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh. Lần đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân thì là cũng rất là ngỡ ngàng vì là mình chưa chứng kiến và cũng chưa điều trị cho một bệnh nhân nào nó có một cái triệu chứng mà nó một cái mức độ mà nó diễn biến nguy hiểm như vậy. Nhưng mà khi bệnh nhân vào điều trị thì bản thân cũng là xác định được là cái vấn đề này nó cũng là mấu chốt, tức là mình phải bình tĩnh và tự tin, và sau đấy là mình phải vận dụng cái kiến thức mình học được để mình điều trị cho bệnh nhân. Ba đợt cách ly kéo dài hơn 6 tháng, phòng khám tiếp nhận cách ly 21 bệnh nhân và 39 trường hợp F1. Đây cũng là nơi điều trị các ca F0 nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Biết bao khó khăn gian khổ mà bác sĩ Huyền và các đồng nghiệp đã trải qua để thực hiện nhiệm vụ và không để lây nhiễm chéo. Khi mặc cái bộ quần áo này vào thì nói thật rất là nóng. Nếu mà mùa hè thì rất là nóng bức. Khi mà đeo kính vào thì nó mờ, không nhìn thấy cái gì. Sau đó thì lại đeo thêm một lớp mặt lạ ở ngoài nữa, rất là nóng. Xong mồ hôi là cứ ướt như là tắm ấy, từ đầu xuống đến chân. Nhưng mà vì cái tinh thần là vào đây chống dịch, xác định cái việc đầu tiên là việc chống dịch để cho bệnh nhân khỏi đã. Nên là cảm thấy là có khó chịu một chút thì cũng vẫn chịu được. Ở trong vùng dịch rất là lâu, nên là ai cũng có gia đình. Rất là khó khăn về cái chuyện nhớ nhung rồi, lo cho con cái ở nhà. Nhưng đồng chí Huyền bảo, cứ động viên là bảo là cái quan trọng bây giờ vẫn là mình đấu tranh với dịch để cho nhân dân phòng chống rất là tốt. Thôi các em cố gắng, sau đấy mình lại về với gia đình. Từ những lời động viên của chị Huyền, tất cả các y bác sĩ trong phòng khám đã gạt đi nỗi nhớ gia đình, những khó khăn thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Lần lượt các ca bệnh được xuất viện, trở về với gia đình, mang theo niềm vui, niềm hạnh phúc cho rất nhiều người. Khi mà bệnh nhân khỏi bệnh ấy thì là khi mà thì bệnh nhân cũng rất là tin tưởng và gửi những cái lời cảm ơn tới tất cả các ekip điều trị, rồi là cũng gia đình bệnh nhân cũng có tin nhắn rồi cũng viết thư tay. Những ngày đầu năm mới 2021, phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên sau khi hoàn thành việc cách ly quay trở lại nhiệm vụ khám chữa bệnh bình thường. Sự vững vàng về chuyên môn, thái độ làm việc nhiệt tình, niềm nở của các y bác sĩ nơi đây luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Bác sĩ Huyền, các bác, mọi các bác sĩ đây, bác nào cũng tận tình chu đáo, quan tâm niềm nở vì chúng tôi đến lắm, rất yên tâm, đến cái phòng khám này chúng tôi yên tâm lắm. Riêng đối với bác sĩ Huyền, ngày thầy thuốc Việt Nam năm nay, ngoài những lời chúc từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, chị còn nhận được thêm nhiều cuộc điện thoại, lời hỏi thăm, chúc mừng từ những bệnh nhân COVID-19 mà chị và đồng nghiệp đã chữa khỏi. Những lời cảm ơn chân tình của bệnh nhân là nguồn cổ vũ, động viên để chị tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.